Việt xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày thứ năm quý vị và các bạn. Từ hôm qua tới giờ thủ đô Hà Nội âm u mây mù, mưa phùn thì suốt cả ngày. Chiều hôm nay em Việt cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi từ ngã tư Sở lên tới quảng trường Ba Đình vào một buổi chiều mưa rất buồn quý vị và các bạn. Trước màn hình là như quý vị và các bạn thấy rất âm u mây mù. Bây giờ vẫn còn những hạt mưa nhỏ. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội bây giờ rơi vào khoảng 28 độ C quý vị và các bạn. Độ ẩm rất cao. Như quý vị và các bạn thấy một bầu trời xám xịt. Những hình ảnh rất buồn của một những ngày mưa quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh âm u mây mù thì hãy tặng em Việt cho Việt một like, và quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Em Việt cho Việt đang ở phố Tây Sơn, nằm ở quận Đống Đa quý vị và các bạn. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán ở dưới này em Việt đều thấy mở cửa. Nhưng với những ngày mưa buồn như thế này thì hầu như là đều không có khách quý vị và các bạn. Những hình ảnh ngã tư Sở. Và trước màn hình là ngã ba phố Thái Hà và Tây Sơn quý vị và các bạn. À xin lỗi quý vị, phố Thái Thịnh. Những hình ảnh trên tuyến phố Thái Thịnh. Một buổi chiều rất nhộn nhịp. Các tòa nhà thì bị bao phủ bởi những đám sương mù, những hạt mưa phùn quý vị và các bạn. Ở mặt đường như quý vị và các bạn thấy rất bẩn, lớp nhớp. Hình ảnh ngôi trường Đại học Thủy Lợi. Và em Việt cháu Việt mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi qua cây cầu vượt bắc ngang qua phố Chùa Bộc và phố Thái Hà. Trên tuyến phố Chùa Bộc đang được giải tỏa quý vị và các bạn để mở tuyến phố rộng hơn.
Và trên màn hình là những hình ảnh Gò Đống Đa. Các cửa hàng kìa ở trên đoạn này, Việt thấy lác đác vẫn còn một số cửa hàng vẫn chưa có người kinh doanh. Quý cô chú anh chị và các bạn ở miền Bắc Việt Nam thì chắc chắn sẽ cảm nhận được cái cảnh mưa buồn. Buồn thê thảm từ ngày này qua ngày khác quý vị và các bạn. Việt đang ở ngã ba phố Tây Sơn, phố Tây Sơn và Hồ Đắc Di. Mưa không ngớt quý vị và các bạn, mưa từ ngày này qua ngày khác. Và trước màn hình quý vị là ngã 6 Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, cũng như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đương Bằng và đường phố La Thành và Khâm Thiên quý vị và các bạn. Cảnh chiều ngã 6 đông nghít người quý vị và các bạn đây. Ngày trên tuyến phố Ô Chợ Dừa.
Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh trên tuyến phố Khâm Thiên. Wow, chị này đi nhiều quá. Chiều trên ngã 6, âm mưu mây mù bao phủ quý vị và các bạn. Các chị mua bán ve chai, Việt thấy cũng mua được ít. Ngành xe ôm cũng không có việc. Tuyến phố Tôn Đức Thắng cũng là một trong những tuyến phố chuyên kinh doanh buôn bán quần áo quý vị và các bạn, kinh doanh buôn bán thời trang. Trước dịch thì tuyến phố bán rất tốt, các cửa hàng thời trang mọc lên như nấm. Nhưng mà sau đợt dịch thì kinh tế có vẻ chậm hơn một chút, nên là các cửa hàng tôi thấy cũng nghỉ rất nhiều. Và trước màn hình là những hình ảnh giáo xứ Hàng Bột. Giáo xứ Hàng Bột thì nằm ở số 162 Tôn Đức Thắng, nằm trên quận Đống Đa quý vị và các bạn. Với thời tiết này mà người dân thủ đô Hà Nội không mặc áo mưa thì đi về nhà là ẩm áo luôn quý vị và các bạn.
Việt, cháu Việt đang ở ngã ba ngõ Thông Phong và Tôn Đức Thắng, những hình ảnh ngõ Thông Phong. Và trước màn hình, quý cô chú chị và các bạn, là ngã tư Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám và tuyến phố Cát Linh. Hình ảnh trên tuyến phố Quốc Tử Giám một buổi chiều đông nghịt người, quý vị và các bạn. Và trước màn hình là các bạn trẻ đang vừa vào thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng và Chu Văn An. Wow, các du khách. Em Việt, cháu Việt đã sang tới tuyến phố Chu Văn An rồi. Lên tới phố Chu Văn An, toàn các căn nhà rất đẹp, quý vị và các bạn. Và trước màn hình là ngã tư phố Chu Văn An và phố Lê Hồng Phong. Xa xa hai du khách nước ngoài đang tham quan đường phố buổi chiều mưa, quý vị và các bạn. Không ạ. Cháu quay xong rồi về cháu mới phát. Không ạ, cháu quay đường phố này cho cô không ở thủ đô thì cô xem những hình ảnh ở thủ đô. Vâng ạ.
Dạ. Gửi tới cô chú nâu nâu không về Hà Nội. Đúng không? Xem những hình ảnh mùa xuân ở thủ đô. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba phố Chu Văn An và Điện Biên Phủ. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là những hình ảnh quảng trường Ba Đình. Em Việt cháu Việt sẽ đi hết, xong em Việt cháu Việt sẽ dừng clip. Một buổi chiều âm u mây mù như quý vị và các bạn thấy. Trước quảng trường Ba Đình là nhà Quốc hội quý vị và các bạn. Nhà Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vâng, và em Việt trong Việt đã đi hết quảng trường Ba Đình rồi. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt trong Việt xem những hình ảnh thủ đô Hà Nội và một buổi chiều mùa xuân rất buồn quý vị và các bạn. Một buổi chiều mưa xuân. Mưa buồn thê thảm. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt cháu Việt. Em Việt cháu Việt đang ở ngã ba và đường Độc Lập và đường Hoàng Văn Thụ. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở các clip tới của em Việt.